Nam Anh, Nam Em gây tranh cãi khi kết quốc sai lại cười cợt trên sân khấu. Điều đó, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020, Top 20 Miss Grand International 2020. Ngọc Thảo. Cộng đồng mạng gọi tên bé Quyên xứng danh thần thái Beauty Queen. Trần Thị Bé Quyên. Đôi khi sự hài hước không được đặt đúng chỗ sẽ gây phản cảm, đơn cử như trường hợp của Nam Anh, Nam Em. Theo đó, cặp chị em người Tiền Giang xuất hiện lộng lẫy trong buổi lễ công bố các cuộc thi Hoa hậu. Nhan sắc hai chị em nhà Nam Em nhận được nhiều lời khen của khán giả, visual đỉnh cao của hai cô nàng là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, nàng hậu cùng chị gái song sinh lại gặp sự cố quên bài khi đang biểu diễn kết quốc. Cụ thể, sau khi em gái vừa trình diễn xong phần kết quốc của mình, Nam Anh bất ngờ đi ra dù chưa phải đến lượt mình di chuyển. Nhận ra mình bị hớ ngay lập tức, Nam Anh dừng lại, còn Nam Em thì bật cười. Cả hai đều không nén được cảm xúc của mình và liên tục nhìn nhau rồi bật cười ngay trên sân khấu. Chưa hết, khi Ngọc Thảo vô tình gặp sự cố bị vấp và giật mình, một lần nữa khơi dậy cơn buồn cười của người đẹp sinh năm 1996. Thậm chí, đương kim Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long còn phải quay mặt vào bên trong để cười được thoải mái hơn. Hành động này của Nam Anh, Nam Em đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều vì vừa kết quốc vừa cười đến rung cả người ngay trên sân khấu. Khán giả đánh giá cả hai cực kỳ thiếu chuyên nghiệp trong phần trình diễn đầy bất ổn của mình, gây mất điểm trong lòng người hâm mộ. Thậm chí, fan sắc đẹp còn cho rằng Nam Em cũng chẳng còn thần thái Beauty Queen vì mải mê cười đùa trên sân khấu. Trong khi đó, các hoa Á hậu khác đều rất thần thái và nghiêm túc biểu diễn. Xem qua clip ghi lại cảnh nén cười của Nam Anh, Nam Em, dân tình không khỏi bàn luận trái chiều. Trong đó, nếu có người khen ngợi vẻ đáng yêu hồn nhiên của cặp chị em, thì cũng có người cho rằng hai mỹ nhân này nên tiết chế cảm xúc hơn trên sân khấu chuyên nghiệp. Chưa lúc nào thấy làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp. Tuy kỳ thật, nhưng Nam Em quay mặt vào trong cũng thể hiện sự tôn trọng mọi người mà. Khán giả bên dưới cười như được mua vậy, hỏi sao bà không cười. Thế nhưng ngược lại với sự bất ổn của cặp chị em song sinh Nam Anh, Nam Em, cộng đồng mạng không khỏi khen lấy khen để với lối catwalk cùng thần thái đậm chất Beauty Queen của Trần Thị Bé Quyên, với bước đi uyển chuyển cùng phong thái thể hiện đúng tinh thần khi mang trên mình trang phục áo dài, một nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam. Cũng như cô nàng vẫn luôn giữ được bình tĩnh trước sự cố gây cười của Nam Anh và Ngọc Thảo nên càng nhận được nhiều thiện cảm từ netizen. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả không ngớt lời khen ngợi dành cho cô nàng. Bá quốc nhẹ nhàng nhìn mượt mà tôi muốn bay bổng theo luôn á. Thần thái Beauty Queen đầy nẻ. Người đâu đã xinh đẹp lại còn chuyên nghiệp mà áo top tiếc ghê. Qua đó có thể thấy, dù đây không phải là lần đầu tiên cặp chị em nhà song nam cùng quắc đôi trên sân khấu, đồng thời hoạt động hơn 8 năm trong làng giải trí Việt, các cuộc thi trong và ngoài nước Nam Em đều từng tham gia. Thế nhưng chỉ vì lỗi nhỏ trên sân khấu của chị gái và đồng nghiệp mà cô đã mất điểm trong mắt khán giả vì sự kém chuyên nghiệp trong xử lý tình huống. Ngược lại với điều này thì cô nàng Bé Quyên lại được fan sắc đẹp đánh giá cao về thần thái cũng như lối catwalk khác xa với sự cười cợt trên sân khấu của đàn chị. Còn bạn có suy nghĩ như thế nào về phần trình diễn của cặp chị em Song Nam và Bé Quyên? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết với nha! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!